Vân ơi, ra đây nhìn cái view Sài Gòn, vì cái view này thì đẹp hơn bên kia. Ông cứ tập trung vào vấn đề đó đi. Đại Ừ. khái là anh nói là một bữa đó là bao nhiêu tiền, bây giờ là hai người ví dụ là Là nhiêu tiền, 40 triệu đó anh, chưa thuế. có bớt không? Dạ không, giá trắng giá của bên em là Tôi biết anh làm từ thiện mà, dạ giá bên em người ta sẽ không từ trả thiện. lúc đó, không có trả được. anh Nhưng cầm mà anh em cầm đang anh, có anh cầm cái giá mà từ thiện của ban phố với bên ông đi lên thăm tí chứ đừng qua giảm giá được không? Không tỷ bọn nó tỷ rồi. Người ta kinh dạ không doanh. ạ, bên em thì chỉ có một giá thôi, Vậy là em là được bên hệ thống mới làm làm được. cái này là cứ xuống xin chỗ khách sạn tới 100 triệu, tôi chắc cho 100 trăm ngàn một thứ này. Cái đó em xin người ta cho nhưng mà đi là cái gì à? Anh cho buông sao anh chính định cho mình, tôi buông hay là tôi buông không tôi sợ không có cho anh à, chị mình hỏi cái view này đẹp quá. À, cái chương trình hỗ trợ bên mình á là ký bao lâu thì được cho bạn á? 6 tháng, ít nhất 6 tháng anh 6 tháng dạ, được 3 à, ví dụ ký 6 tháng là cho 3 tháng nữa là được 9 tháng hay dạ là đúng rồi, dạ đúng rồi, là anh tiết kiệm được 120 triệu rồi. Tức thì là xong, tức thì là bây chia giờ ra là 30 triệu một tháng ấy. Dạ bên mình ký với bên chị 6 tháng chị dạ sẽ cho thêm được 3 tháng nữa dạ đúng rồi, là anh trả 6 tháng và 3 tháng tôi nếu khỏi mà trả. ký với 2 tháng thì được điều đẹp 6 quá. tháng. Dạ vẫn được, tối đa 3 tháng được 3 tháng cuối là thôi. các 3 tháng được Dạ à, đã 3 tháng cuối, 3 tháng đầu 3 tháng cuối và đã từ làm vô đó đó. Là sao? Chị nói là cái 6 tháng cho 3 tháng nên là mình trả của 6 tháng trước thôi và 3 tháng sau mình trả từ đúng vào rồi cái tiền của đầu 3 tháng sau không có trả nữa, là tháng thứ 7 thứ 8 thứ 9 không trả nữa, nhưng mà tái cái hợp đồng này tiếp tục để cái 3 tháng nó lại ký lại dạ đúng rồi đó, mà ký lại nữa thì được thêm 3 tháng nữa đúng không? dạ không à, không cần mà đứng không nói gì được như là dạ nó phải nhưng theo mà chương tiền trình cái giá của mình á là tiền thuê phòng nè, cả bao gồm điện nước nè, bàn ghế nè, cái mà chưa bao gồm là điện thoại internet thì mọi người một gói là 1,7 triệu một tháng cho một cái điện thoại bàn, một cái cable internet và một cái wifi device. Ba cái đó làm gói dạ đúng rồi. 1,7 triệu đó anh đồng có thể gói chia đồng cho hai người sử dụng chung, thì em ví dụ anh ngồi 6 người thì anh có thể mua 3 gói một tháng là 1,7 triệu nhân 3 nữa đó, ngoài cái tiền thuê phòng 40 triệu một tháng. Có gì vậy? Dạ cái đó là cái cách tính của người nurse, mình tính riêng điện thoại internet và trà nước cà phê. Internet là chung phải là mình bắt vô cái là mình dùng hết mọi được không? Dạ không ạ, ở bên đây tụi em cung cấp dịch vụ internet riêng. Tính tổng chi phí một tháng là bao nhiêu? 1,7 triệu mình nhân cho 3 thì khoảng cũng đâu tầm 5 cho là triệu 5 triệu, dạ 5 triệu mốt. Alo. Anh cộng với lại cái tiền thuê phòng Alo. nữa là 40 triệu là khoảng 45 triệu. Và tụi em có một cái phí thêm nữa đó thì trà nước cà phê đây tụi em tính theo đầu người là 639 ngàn một người một tháng chưa thuế. Anh cứ nhân lên không? Nó không uống thì có tính cái đó không? Chứ ở đây là tụi em tính luôn anh. Tụi em Không uống bắt cũng tính buộc. mà tính không uống đúng không?